là có nhiều phức tạp cho mình lắm, tại vì ở bên đây mình sống mình lần nào mình cũng có chi phí đó, mua xe là phải có bảo hiểm, mua nhà cũng phải có bảo hiểm, trả tiền nhà, tiền xe, tiền điện, tiền ga, cũng về kinh tế cũng cũng tất cả nước Mỹ của mình. Nước Mỹ của mình nếu mà tụi nhà nước Giàu quá. nó lên tiền lời hoài, cuối cùng là đâu có ai muốn mua đồ nữa đâu. Đâu Hello cả nhà, cả nhà ơi, hôm nay em cũng phải đi chợ nè, em mua rau muống nè cả nhà, để em về em làm trứng cá và đốc. Cái này em sẽ ăn kèm với lại rau sống nè. Em nấu cái bún cá châu đốc thì nó không thể nào thiếu là ngải nè cả nhà, ngải này, và em sẽ mua cái củ gừng, quên, củ nghệ tươi nè cả nhà. Củ nghệ tươi mà người ta đông đá vô á, thì đây nè, một bịch có 1 đồng 49 sen, và cái ngải thì có 2 đồng 49 sen. Em nấu bún này thì em cũng có dùng cái nước dừa nè cả nhà. Nước dừa này á, là em mua để em nấu cho nó ngọt nước á, nó có giá 2 đồng 99 sen. Nước dừa coconut của Water cả nhà, ở Việt Nam thì mình có nước dừa tươi, ở bên đây không có thì em mua bằng nước dừa bằng chai nè. Còn mắm này nè cả nhà, thì em sẽ dùng mắm Linh, mình dùng mắm nào cũng được, nhưng mà cái quan trọng là phải bỏ miếng mắm vô thì nó mới ra cái đặc trưng của cái món của châu đốc. Biết á, thì hồi chiều á em có mua cái huyết nè cả nhà, cái huyết này nó là vừa ra chú luộc cái còn hơi sống trong đây nè, nhưng mà nó chín ở ngoài nhưng mà nó sống ở trong á, thì mình mua về mình rửa sau đó mình cắt nhỏ để mình nấu lại nha. Củ nghệ và củ ngải bún em sẽ bỏ vô đây em rửa, bởi vì ở đây là đông đá cả nhà. Củ nghệ em sẽ đập dập, củ ngải bún em cũng đập dập, và sả em cũng đập dập. Cá của em rửa xong thì em để ráo rồi đó, thì bây giờ em sẽ ướp nha. Em ướp vào đây một chút tỏi, hành tím, một chút sả, một chút hạt nêm, một tí tiêu bột ngọt. Kế tiếp là tiêu, một chút bột nghệ, trộn lên cho nó đều, cho nó thấm gia vị. Ơi, hôm nay cái món bún cá của em á, nấu thì em có dùng cái nước dừa này nè cả nhà, và ở đây là có chicken broth nè cả nhà, nước súp gà. Thì hai cái này á, là ngày hôm nay không thể nào là thiếu. Thay vì mình nấu cái nước á, thì nó sẽ không có béo hơn cái này. Có hai cái này thì nước lại ngon. Nước của em á, sôi đó, thì em sẽ bỏ cái dừa của mình vào đây luôn nha. Tiếp theo là em sẽ bỏ chicken broth vào luôn. Khi chảo của em á, nó nóng thì em sẽ bỏ dầu vào đây nha. Tỏi, hành tím, em phi lên cho nó vàng. Khi em nhìn vô đây em thấy tỏi và hành tím của em vàng á, thì em sẽ bỏ sả vào luôn. Mới nãy cái tô của em, mới nãy em ướp gia vị vô đây á cả nhà, thì bây giờ em sẽ bỏ vô đây để em xào luôn cho nó thơm á. Sau khi cái cá của em á cả nhà, em xào cho nó săn lại đó, thì em sẽ bỏ cái vô trong cái nước lèo này luôn nè cả nhà. Và em cũng lấy cái chảo này lại, em sẽ lấy nghệ và ngải với lại sả, em sẽ bỏ vô đây để em xào, nó dậy cái mùi thơm á. Nghe cái mùi thơm á dậy rồi á, thì em sẽ bỏ vào trong cái lọc này nè cả nhà. Bỏ vào trong cái nồi nước của em, sẽ xào cái cá này nè cả nhà. Mới nãy cá kia thì em bỏ vô trong cái nồi nước rồi, còn cá này á, là em xào để em bỏ riêng, để bỏ lên cái lớp trên cái tô á cho nó ngon á. Em sẽ bỏ vào đây một muỗng cá linh nè, một muỗng vào đây. Giờ em sẽ bỏ cả huyết vào trong cái nồi súp này nè luôn nè. Giờ em cũng bỏ một cây sả vào đây để cho nó tạo hương thơm nữa đó. Tiếp theo là em sẽ nêm vào đây nha. Nêm vào đây là đường phèn, một miếng hạt nêm, và bỏ một chút muối. Sau đó em quậy lên, sau đó mình nêm nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha.
bye. Xin chào cả nhà đã đến kênh YouTube của Nora Nguyễn Daily Cuộc Sống ở Mỹ. Thì cả nhà ơi, hôm nay nhà em sẽ nấu cái món là bún cá châu đốc nè cả nhà. Trong cái bún này thì em có rau sống nè, có rau muống, rau bắp chuối, có giá và rau thơm. Và cái món này nè cả nhà, em ăn kèm cùng với lại heo quay á cả nhà. À, thôi mời cả nhà ăn cùng với vợ chồng em nha, mời ăn. À, mời cả nhà ăn nha, à, mời em ăn. Ừ. Cả nhà em có làm một chén nước mắm nè để mình chấm ăn á. Còn nước của em uống là nước nước khúc nè. Cái bún này nè cả nhà, em nấu cùng với lại cá mà gọi là cá ba sa mà của phi lê cả nhà, cho nên nó không có xương. Em mời cả nhà nha. Vừa không? Dạ. Nguyên quyết. Lâu lâu ăn món là thấy ngon ha. Món này là món bún cá châu đốc và cũng là bún cá của An Giang luôn cả nhà. Bún này lúc trước á, em đi em ở Sài Gòn á, em có đi lên ngay chỗ chợ hoa Lý Thái Tổ cả nhà, anh thấy cái cô á bán cái bún này nè bằng đầu cá của cá lóc á, ngon lắm. Hôm nay ảnh đi làm về cả nhà cho nên em nấu cho anh ăn cái này nè. Em quên nữa cả nhà, có rau nè cả nhà, rau này rau băm điên điển phải không? Băm điên điển này nè mình ăn cùng với lẩu mắm cũng ngon. Bún này là phải có cái rau này mới đúng của bún cá nè. Ăn thấy sao? Ngon. Lạ lạ phải không? Ngon. Trong đây em có bỏ mắm cá linh. Mà muốn. Hôm nay sau này về làm, đi làm về về cắt tóc cho hai đứa nhỏ, xong rồi cũng tự cắt tóc cho Tony luôn nè. Này, tóc này Tony tự cắt một mình á, không có ai cắt hết đó. Nếu cắt tóc cho hai nhỏ nữa, mùa hè trời nóng cắt tóc cao cho nó để cho nó mát á. Ủa anh, dạo này nghe nói có kinh tế có Mỹ có xuống không? Mà sao anh thấy tiệm nail nó cũng vắng? Nói chung là kinh tế nó hơi chậm. Thì cái chuyện đó chắc nguyên cả nhà cũng biết rồi nè, nhất là mấy người mà ở bên Mỹ. Mấy người ở bên Mỹ thì đã biết là cái vụ mà cái tụi Mỹ nó tăng tiền lời lên á, thì mỗi lần mà nó tăng tiền lời lên á thì để nó kìm lại mấy cái giá cả cho đừng có mắc quá, nó làm gì để cho giá đồ đạc rẻ lại á, xong rồi thì nếu mà tiền lời nhiều quá thì mình mượn tiền mua xe, mua nhà, bất cứ cái gì, mua đồ cho công ty là mình phải trả tiền lời cao, không? Ai mà có thẻ kéo thì cũng phải trả tiền lời cao. Thì nếu mà tiền lời cao quá đâu có ai muốn mua đồ nữa đâu. Giống như nếu mà mua đồ mà trả tiền lời cao như vậy, hay mượn tiền mà mua nhà mà trả tiền lời cao quá đâu có ai muốn mua nhà. Mà với lại hàng hóa của anh là như nó cũng giá nó cũng giảm rồi. Giá nó cũng đi xuống. Thí dụ mà ngày xưa làm cái giá mình nó cao mà bây giờ nó giảm còn nhiêu. Ví dụ mà một cái thùng hàng á. Nói chung cũng thiệt ra mấy cái thùng hàng của Tony giao á là nó theo cái kinh tế. Nó theo cái kinh tế là coi như là cái giá nó là nếu mà có nhiều hàng mà ít xe á thì giá nó lên, mà nếu mà nhiều xe á mà ít hàng á thì giá nó đi xuống. Thì mà nói chung là kinh tế có nào á, đối cái này là ý kiến của Tony nói thôi,
Và Tony không hiểu tại sao giá cả của mấy cái thùng hàng của Tony giao thì nó đi xuống. Tại vì đối với Tony, cái cách suy nghĩ của Tony là dễ lắm. Mình á, đi ra mua đồ đi, thì mấy cái công ty mà nó bán đồ cho mình á, thì mấy cái người mà nó lấy hàng để nó làm cái đồ để cho nó bán cho mình, mấy cái người đó tăng giá cho nó, thì cuối cùng nó không có muốn mắc, nó không có muốn trả cái tiền đó, thì nó sẽ bán cái đồ nó làm mắc hơn. Thì cuối cùng là mình người dân là mình phải xức tiền túi ra để mình mua, thì để cho mình trả cho nó. Thì nếu mà nó không có muốn trả cái tiền đó, tại sao giá cả mà của mấy cái thùng hàng Tony giao nó đi xuống, Tony cũng chẳng hiểu luôn, phải không? Thì nếu mà công ty nó không có muốn trả thêm tiền, tại sao nó phải trả cho mấy người mà công ty giao hàng, nó muốn giống như trả ít tiền đó. Trong lúc đó Tony cũng không hiểu cái vụ mà giá cả với mấy cái thùng hàng, mà nói chung là cái đó dễ lắm, đơn giản lắm, là xe nhiều hàng ít giá xuống, nhiều hàng nhiều xe ít giá lên, cái đó là đơn giản lắm. Mà biết khi nào mới hàng mới giá mới lên lại. Thì cái đó là cũng về kinh tế, cũng cũng tất cả nước Mỹ của mình. Nước Mỹ của mình nếu mà tụi nhà nước Giàu quá nó lên tiền lời hoài, cuối cùng là đâu có ai muốn mua đồ nữa đâu, đâu có ai muốn mua nhà hay muốn mượn tiền mua nhà hay mượn tiền mua xe, người ta đâu có muốn trả tiền lời nhiều đâu, ha. không? Nhưng mà trong nhà biết không, em nghe chồng em nói là anh chạy ngày xưa một cái thùng hàng chạy qua bên Cali thì 6.000 hả, 60.000 hả, Cũng tự, cũng cũng vòng tùy phải vòng không? mà, cũng tùy theo mình, giống như cái giá mình bàn với cái người mà đưa mình hàng á. Còn bây giờ cả nhà biết không, ví dụ đi thí, em đang thí dụ đi 6.000 đi ha, là đối với chồng em là ảnh trả cái thùng đó là ảnh đấu giá người ta 6.000 đi, người ta đồng ý đi, nhưng mà có bây giờ á mà đem qua thùng hàng á, có mấy người cũng mấy nước khác phải không hả, chạy cái thùng nó không phải 6.000 mà ta phá giá cái nha, giống giống phá cái giá thấp á để cho thay anh về anh chạy không, Không. tại vì phải tại sao không chạy, nếu mà kinh tế đang xuống mình không chạy rồi sao. Tại vì nói chung là ai mà lái xe 18 bánh á, nếu mà người Việt Nam nào mà có coi cái này, mà lái xe 18 bánh mà tự tự có xe, tự 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 có thùng, nói chung là có công ty riêng, lái xe 18 bánh nó sẽ hiểu những gì Tony sẽ nói. Mình mở xe, mình mở công ty xe 18 bánh, mình giao hàng, thì nói chung là bất cứ ai mà làm ăn cũng sẽ hiểu cái này. Ai mà có một cái giống như một cái tiệm làm ăn hay bất cứ cái gì ở công ty là sẽ hiểu là mình làm ăn cái gì mình cũng có nhiều chi phí hết đó, phải không? Thì mình có chi phí mà mình đi lấy hàng rẻ tiền, làm sao mà mình lo cho chi phí mình được, phải không? Hồi đó giờ Tony không bao giờ mà chạy từ từ ở bên cái bang của Tony mà chạy tuốt qua bên Cali hay qua Oregon hay qua Washington, bất cứ những cái bang nào mà ở bên gần cái Pacific á, không bao giờ mà Tony chạy ít hơn 6.000. Tệ lắm là cũng là 6.500. Mà hiện tại bây giờ cái giá cả nó rất là bèo, vòng vòng khoảng 2.500 á, Trời ơi. 2.500 để chạy qua bển. Nó nhiều khi nếu mà nó không có kiếm ai đi được thì nó tăng lên khoảng 4.000. Trời. Mà nó thiệt 4.000 thôi thì cũng không có đi nữa, tại vì chạy qua bển nó là 2.000 mấy mile, là cũng là 1.000 mấy cây số đó. Thì mình chạy qua bển là tiền xăng giúp tiền chi phí cũng nhiều lắm, thì mình phải lời chứ. Mình mở công ty mình phải có tiền, mình phải có lời chứ. Mình không có lời, mình chạy cái thùng hàng đó là mình chết làm sao,
không là mình lỗ, mình không có lời. Làm cái gì mà lời á mình mới làm. Nói Tony nói chuyện với mấy người mà đưa hàng cho Tony, Tony nói chuyện đó Tony giải thích nhiều chuyện lắm. Giống như là mày đưa tao thùng hàng này thì nếu mà cái giá như vậy, lúc mà tiền xăng tao lo tiền xăng xong rồi còn cái gì nữa, mà giống như còn đâu còn tiền mà có lợi, phải không? Tại vì mình chạy hàng, mình là công ty chứ đâu phải mình là lái cho tài xế lái cho công ty đâu. Như vậy là quá rầu luôn ha, thì cái giá quá chừng ngon, bây giờ cái giá quá bèo luôn á. Nhưng mà gặp ngay chồng của em, anh không bao giờ anh chạy cái giá bèo. Anh nói mỗi lần anh điện thoại cho em, anh nói là cái thùng hàng á ngày xưa giá cao gì, bây giờ kinh tế xuống á nó giá nó bèo, mà anh không chạy đâu. Giống như cái nhà biết không, làm cái nghề của anh vậy cũng đấu giá lắm á cái nhà, đúng không hả? Ngồi cầm điện thoại mình đấu giá, giống như thí dụ người đó nói 3.800 đi, mà nó chồng em nói là 4.000 đi, cái người trả 3.700, 3.800 trả trả sau hồi bên kia đồng ý thì mình chạy, còn không thì thôi, đúng không? Đâu ai ép được mình đâu. Mà nghe nó rầu ha. Giờ cái nhà biết không, em đi làm nail cũng vắng nữa. Ngày xưa những cái tiệm nail nào mà em đều biết á, là đều rất là đông khách luôn. Cái bây giờ mấy năm về đây nè, còn là em thấy vắng nha, khách đông như mấy cái tiệm ngày xưa đâu. Giờ em thấy ở đâu ai cũng hỏi, ai cũng nói là bây giờ tiệm nail giờ ế quá ha, vậy đó. Cách trung bình là mấy người ở đây bên nước Mỹ là ai cũng có việc làm để lo gia đình, thì cũng có chi phí nhà cửa đồ, thì còn dư bao nhiêu thì mới dám xài, còn nếu mà không dư lấy cái gì mà dám xài, phải không? Tại vì phải lo tiền nhà, tiền đồ ăn, xong rồi cho tiền cho con cái, tùm lum chi phí đó. Ở bên Mỹ này mình sống tự do, mình sống tự do, mình sống thoải mái thiệt, mà mình không có đi làm ở bên đây Đổi à? là mình sẽ là có nhiều phức tạp cho mình lắm. Tại vì ở bên đây mình sống, mình lần nào mình cũng có chi phí đó. Mua xe là phải có bảo hiểm, mua nhà cũng phải có bảo hiểm, không trả tiền nhà, tiền xe, tiền điện, tiền ga, tiền chưa chưa cộng mấy cái tiền mà giống như là bảo hiểm sức khỏe nè, tiền tiền giống như lặt vặt, giống như tiền xăng hay hay bất cứ tiền điện thoại nè, xong rồi tùm lum chi phí hết đó. Mình sống là cũng có nhiều chi phí lắm, thì nếu mà ai ai mà gánh nổi thì gánh nổi, đúng không? Còn nếu mà người mà gánh không nổi thì người ta dư bao nhiêu người ta mới dám xài. Thì cũng giống như kiểu Việt Nam đi cả nhà, giống như Việt Nam thì mở mắt ra thì tiền xăng, tiền ăn sáng, rồi tiền đi chợ. Mà nếu có những người mà người ta không ăn sáng thì người ta cũng đi chợ cũng tốn tiền, đổ xăng cũng tốn tiền. Nhưng mà cái tốn tiền của Việt Nam á thì nó khác hơn bên đây một chút, đúng không anh hả? Bên đây thì trả tiền nhà, mấy cái tiền, mấy cái thẻ để làm gì, để cho cả nhà mỗi lần đi đâu, bất cứ đi đâu á, thì ở bên Mỹ này ít ai dùng tiền mặt lắm, người ta dùng cái thẻ. Thì mỗi lần mình đi đâu á thì mình đưa cái thẻ cho người ta cà, là tiền người ta tính vô trong đó, thì hàng tháng mình phải trả, không trả là đâu bên trên ngay chỗ cái thẻ nó đâu cho mình cà nữa, anh hơi Đúng hiểu được rồi. không? Có mình càng xài thì mình phải trả, mình phải có trách nhiệm mình trả, đại khái vậy. Nếu mà không trả thì nó đâu cho mình mượn cho tiền trong cái thẻ đâu. Đúng rồi. Cái gì nói chung là kinh tế của mình giá cả cũng vẫn còn mắc, đồ đạc cũng còn mắc. Thì nước Mỹ nó nói đồ đạc thì giá cả thì cũng xuống xuống rồi, mà thôi này cũng chưa thấy xuống kiểu nào nữa. Nhất là đồ ăn đó, đúng Nó không? bằng mắt luôn. Đồ ăn rất ở ngoài chợ bán rất là mắc. Mà giống như nó thí dụ đi, nếu mà mình mua ra chợ đi, hồi đó mình mua một dĩa trứng á, là vòng vòng 5 đồng đi, phải không, 5-6 đồng đi. Bây giờ thì một dĩa trứng là tùy theo trứng loại gì thì từ 8 đồng đến 11 đồng, thì trước mắt cả nhà thấy là phải xuất ra thêm 5 đồng để mua một dĩa trứng. Thì cái 5 đồng đó người ta có thể dùng cái 5 đồng đó đi làm neo. Đúng rồi, Bây giờ người ta không có 5 đồng đó sao người ta đi làm neo được, đúng đúng câu
Anh nói đúng không? Bây giờ anh tới khó khăn thay vì người ta làm nail bình thường ngày, anh hiếm đi làm nail bình thường đúng không? Bây giờ ta lấy cái tiền đó, người ta mua cái dị chứng đi đúng không? À. Đó, rồi tiền đâu người ta làm nail thì bắt buộc cái tiệm nail phải ế. Rồi đồ hàng của ảnh nào cũng giống như vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Nói chứng ở bên Mỹ này nó bán mắc quá, hàng xóm, nhà hàng xóm của Tony mấy người mẹ á đem gà về nuôi luôn á, và để trứng ở nhà luôn á. Thiệt á hả? Trời đất ơi, sao anh biết mỗi lần hút thuốc anh nghe tiếng gà gáy không? Anh có hỏi không? Nó có gà bên đó mà. Mà gà đẻ luôn hả? À, gà đẻ trứng mà. Trời ơi. Ủa, làm cũng giống như nông nghiệp luôn hả? Ừ. Hay ha, mấy người trồng gà. Cũng như ở Việt Nam mình đó, hồi đó nhà Tony cũng ở bên gia đình của Tony ở Việt Nam cũng có tùm lum, cũng có vịt nè, có gà, có mấy con tùm lum đó, thì hồi đó cũng có gà để trứng, xong rồi lấy trứng nấu ăn hoài cái gì. Mà cái đó là ở Việt Nam, ở bên đây á thì hiếm lắm. À, mấy người bình thường mới có con gà, trung bình là mấy người mà chồng nuôi mấy cái con đó đó thì mới có. Phải không? À. Trung bình là em thấy mấy người bình thường ở nhà cửa đâu có ai mà nhiều khi chỉ có nuôi chó, nuôi mèo vậy thôi. Mà bây giờ đem gà về nuôi để có trứng để ăn là cả nhà biết là đồ ăn chợ mắc lắm á. Tony đi mua đồ ăn trong chợ Mỹ á, Tony nhìn giá cả Tony biết hết. Tại vì hồi đó Tony mua không có bao nhiêu tiền hết á, bây giờ mua thì phải xuất thêm 4-5 đồng, nhiều khi 6 đồng cho một cái món đồ. À, thì Tony nhiều khi Tony thấy mấy cái công ty mà nó bán đồ đạc, đồ ăn, đồ cho mình á, thì nhiều khi nó Tony, cái này là ý kiến của Tony thôi, thì Tony nghĩ là nó dùng cái cơ hội này của kinh tế khó khăn để nó tăng giá cho mình. Chứ thiệt ra chứ mấy cái đó đâu có bao nhiêu tiền, đâu làm được bao nhiêu tiền mà mình làm được gì nó, phải không? Thì mình nếu mà mình cần thì mình phải mua thôi. Ở đâu cũng kinh tế xuống hay là chỉ nước Mỹ? Nước nào cũng vậy hả? Ừ hả? Tại vì bất cứ nước nào trong trái đất này á, tính luôn nước Mỹ, ai cũng đang khó khăn hết á. Khó khăn là giống như là mua đồ mắc tiền, phải trả thêm tiền, xong rồi muốn mượn tiền làm công chuyện, hay muốn mua xe, hay muốn mua nhà cũng khó khăn nữa. Không, bây giờ nói thí dụ bây giờ nếu muốn mua căn nhà đi, thì hồi đó mình mua một căn nhà là mình có thể trả khoảng 1.500 đi một tháng hả? À, một tháng á. Bây giờ muốn mua một căn nhà trong kinh tế này, trong cái tiền lời của nước Mỹ bây giờ đó, là trả khoảng 3.000+ đó. Thì cả nhà thấy là đâu phải bên gia đình, bên mấy người ở bên Mỹ, gia đình bên đây đâu phải người nào cũng làm có lương hay có nhiều tiền đâu. Thì sao người ta lo nổi, phải không? Thì mấy người mà muốn mua nhà mà giống như tính mua nhà mà bị mấy cái kinh tế khó khăn này nè, đâu có ai dám mua, đâu có ai có khả năng đâu. Ủa, nhưng mà nhiều người không mua thì đắt đóng băng luôn. À, phải không? Tại vì mình mua nhà mà mình trả tiền lời nhiều quá không có đáng. Không có đáng, tại sao mình phải trả nhiều tiền lời như vậy? Giống như mua một chiếc xe đi. Thôi nên nghĩ tiền lời nó sẽ xuống lại trong vòng năm tới đi, năm tới, giữa năm tới đó. Và thôi nên nghĩ là bắt đầu từ từ tiền lời sẽ xuống lại, mà nó không bao giờ nó sẽ xuống lại như giống như hồi đó đâu. Hồi đó là tiền lời quá thấp luôn. Quá thấp mà cái đó là quá thấp quá thì cũng giết kinh tế của mình. Mà làm sau này cũng hại lại cho quyền nước Mỹ á. Tiền lời thấp quá cũng không được, mà cao quá cũng không được, tiền lời dư dừa thôi thì ok. Hồi đó tụi nước Mỹ nó làm tiền lời quá thấp thì quá dễ, bao nhiêu người cũng mượn tiền hết đó.
Bây giờ là Trần Lợi nhiều quá đâu có ai dám mượn nữa. Không. Lý do tại sao đồ đạc mình mua mà nó chặt mắt ấy, thì chắc Tony nghĩ là cũng là về dính với tiền lời. Không, nước Mỹ nó tăng tiền lời nhiều quá thì mấy công ty nó mượn tiền để nó mua đồ để nó làm ra để nó bán cho mình thì nó phải trả tiền lời nhiều quá thì nó Nó phải chặt tăng cho mình nó cũng tăng giá lên cho mình đúng luôn. rồi, hay đúng Cũng rồi. có một phần đó mà cũng có tùm lum phần hết đó, đúng không? Trời, bữa nay em làm cái tô này nó hơi bự đó nha, cái tô nè, nghĩa là em làm nãy giờ nó nở ra nữa, lo set up cây quay cái nhà nên nó nở cái tô ra, mà ăn cái này nè cái nhà, ăn cái này nè, em làm nguyên một cái tô bự nè, rồi có heo quay nè ăn kèm, tại vì đáng lẽ em không ăn heo quay đâu, tại vì em biết anh ăn bún á, chồng em ăn bún á, mà có cá không á là anh sẽ đói bụng, cho nên là em mua thêm cái heo quay. Heo quay này em không có làm, heo quay này em mua ngoài chợ á, cho nên anh đó, anh chủ anh làm sẵn heo quay rồi, cho nên ăn rất là ngon. Mới nãy em đói bụng á, cái nhà với lại cái bún này nè em cũng thích ăn á, cho nên nấu nấu lên ăn rồi. Ừ hử, cái tô ăn tô này no tới tối luôn, bự lắm. Mà bây giờ công việc anh cũng tốt không? Cũng bình thường, cũng đi làm cũng cũng có hàng giao, giống như mình phải giống như mình deal với nó đó, cái người mà đưa mình hàng thì mình phải ráng lấy thêm tiền chứ không có thể nào mà mình lấy cái thùng hàng mà giá của nó được, tại vì mình lấy như vậy mình sẽ chết. Đến đây cho cô chú coi cái đậu con hôm nay ra đi hết coi. Ok, cục vàng của mami đây. Con trước tiên con lên rồi con nói gì ông bà cô chú? Con hai ông bà cô chú. Hai Hai ai? ông bà cà chú Ừ, ông bà cô chú khỏe không? khỏe không? Ông bà cô chú khỏe không? Ông bà cà chú khỏe không? Đúng rồi. Cái này cái nhà mới nãy chồng em đi hớt cho con trai em là tóc mới, nói ông bà cô chú thấy tóc mới đẹp không? Nói nhiều quá không biết nói. Bắt cỡ. Và hay giống em không cả nhà, đẹp trai ha. Tony tự cắt tóc cho con Tony với cho thằng lớn, nhỏ cũng cắt luôn, xong rồi Tony cũng tự 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 cắt tóc cho Tony luôn á. Cả nhà biết sao, thời buổi này kinh tế khó khăn nên cái gì cũng tự xử nhà đi cho đỡ tốn tiền. Nay lại đáng lẽ nãy đi ra ngoài tiệm á, mà không phải là nghĩ tốn tiền đâu, mà tại vì chồng em ra ngoài thì cô đang bận á, cho nên về ảnh tự xử cho ba cho con hả? Nãy nó giận chứ Tony có chạy ra tiệm cắt tóc của Tony, mà cái chị mà cắt tóc cho Tony á thì chỉ đang đang bận làm tóc cho ba người phụ nữ, thì Tony không có cơ hội để gặp chị nữa thì thôi Tony về tự tự cắt tóc luôn. Nói chung là hồi đó Tony cũng biết cắt, Tony tự cắt tóc từ lúc 15 tuổi đến bây giờ, xong rồi sau này á Tony mới mới bắt đầu ra tiệm cho nó cắt thôi, chứ tóc ở nhà Tony cắt dễ lắm, đơn giản lắm, cứ cắt hoài mình quen à. À quên nữa, muốn khoe cái nhà là con đi học được cái gì nữa mà cô chú coi nghe không, nó được Ừ. cái Được cái bằng thưởng phải không? cái bằng thưởng ấy, giống như là đội trưởng hay là sao anh? Giống như là mình vô trỏng mình làm cái gì tốt á thì bà cô giáo bà cho, giống như bà cho một cái Đeo lên, đeo lên có cái miếng gì á, đeo lên rồi giống như kiểu kiểu về cháu em nói là đội trưởng, giống như lớp trưởng vậy, học học như ngoan. Chào em hỏi vô trỏng mà con làm sao mà cô giáo tặng bộ con ngoan hả? Gật đầu rồi ngoan cô giáo tặng không xin. Dạ ông bà cô chú hả? Ông bà con chú, Ông bà cô chú ơi nói đi, ông nhớ bà con chú like, thôi nhớ nhớ like coi video mẹ con. nhớ hoài coi bị mới biết Không được. biết được thì con nói tiếng Anh với ông bà cô chú đi, không học nói chuyện rồi đừng cầm điện thoại kìa, ông bà khen ông bà cô chú nhìn xinh, nói xinh đẹp trai kìa,
nó xình gặp đẹp trai quá ta, giỏi nó ra, rồi mất cỡ nó kìa. Ok, này no quá cái nhà, em bế cái tô bự quá. Anh nhà ơi, uống nước cùng với em nha, em uống khúc nè. Qua đây rồi. Nhà ơi, video của em xin hết tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương tới gia đình của em. Cả nhà nhớ cho gia đình em một cái đăng ký share để ủng hộ gia đình của em càng ngày càng phát triển hơn nữa nha. Hẹn gặp tất cả mọi người video tiếp ngày mai. Và bây giờ gia đình em xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye.